Nhiều người nghĩ rằng món vua ăn phải độc nhất vô nhị, phải săn lùng ở năm châu bốn bể mang về. Nhưng thực chất cũng chỉ xuất phát từ những nguyên liệu tươi ngon đặc trưng ở các vùng miền. Là món quà được thần dân dâng lên để bày tỏ tấm lòng kính cẩn, trung thành với bậc thánh thượng trị vì cả đất nước. Xuất xứ từ xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, gà Đông Tảo sở hữu dáng vẻ bệ vệ, đặc biệt là cặp chân khổng lồ, lớp vảy dày to, không lẫn với bất kỳ giống gà nào. Khối lượng phần thịt ức đầy đặn, đỏ hồng, bắp đùi nhiều mỏ cơ cuồn cuộn, không gân, không dai. Khâu chăm sóc cũng đòi hỏi phải kỳ công và nhiều tâm huyết. Có lẽ chính vì vậy mà thịt gà Đông Tảo ăn đặc biệt thơm ngon hơn hẳn. Thử xem đầu bếp Thiên Đường Ẩm Thực sẽ gửi tặng cho chúng ta những món ăn đặc sắc nào từ nguyên liệu này nhé. Bắt đầu đại tiệc với một món ăn thanh tao với gà Đông Tảo và hương bưởi nhẹ nhàng thì còn gì bằng. Đầu tiên chặt gà thành từng miếng nhỏ. Sau đó ướp gà với hành tây, hạt nêm, gừng sợi, dầu hào, tiêu. Lá bưởi cắt sợi nhỏ rồi cho vào ướp gà, sau đó trộn đều. Lần lượt xếp từng miếng gà đã thấm kỹ gia vị vào trong trái bưởi. Xếp những sợi cùi bưởi trong vắt lên trên. Hấp trong 30 phút là sẽ có ngay gà hấp bưởi thơm mát và ngon lành. Món ăn là sự pha trộn hoàn hảo giữa thịt gà giòn ngọt, thơm nhẹ mùi tiêu và hương bưởi thoang thoảng. Đơn giản mà tinh tế vô cùng. Ẩm thực truyền thống không thể nào thiếu những món ăn từ gạo, từ nếp. Xôi mềm dẻo ăn kèm cùng gà Đông Tảo quý giá sẽ như thế nào nhỉ? Hãy theo dõi đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực làm món ăn này nhé! Nếp sau khi ngâm từ 8 đến 10 tiếng sẽ trộn với muối, nước cốt dừa và dầu ăn. Sau khi đã trộn đều thì mang nếp đi hấp. Luộc đùi gà với một ít muối và gừng cắt sợi. Nhìn cái đùi gà to chưa kìa, được ăn chiếc đùi ấy chắc chắn sẽ đã lắm đây. Đợi một lúc là có ngày xôi nếp nương khói nghi ngút với mùi thơm béo của nước cốt dừa. Đặt chiếc đùi gà lên trên, rắc thêm một tí hành phi là đúng điệu xôi gà nhà ta. Thịt gà luộc ngọt chấm với muối tiêu chanh, ăn không bở mà dai lạ kỳ. Kết hợp với xôi dẻo thơm, chỉ có vậy thôi mà khiến ai nấy phát thèm. Chắc chắn bà cũng đang ao ước được nếm ngay một miếng phải không nào? Nem công là tên gọi quen thuộc trong các món ăn cung đình. Món nem công từ gà Đông Tảo được chế biến vô cùng đơn giản. Lần lượt cắt nhỏ các loại rau củ như cà rốt, hành tây, bắp cải, nấm mèo và hành lá. Giá và miếng tàu cắt thành khúc như thế này. Thịt ức gà cắt thành từng sợi dài. Cho tất cả các nguyên liệu vào tô. Nêm thêm một ít gia vị cho thơm ngon và đậm đà. Tách lấy lòng đỏ trứng gà, đổ vào hỗn hợp rồi trộn đều lên là hoàn thành phần nhân nem rồi đấy. Nhìn màu sắc thật là đẹp mắt phải không nào? Cho nhân vào bánh tráng. Hãy cuốn thật chặt tay, đẹp và đều nhé. Mang những chiếc nem chiên trong chảo ngập dầu, chẳng mấy chốc nem sẽ vàng ươm như thế này đây. Nóng hổi và thơm lừng. Món ăn được bài trí cầu kỳ thành hình chim công. Đó là lý do mà tên món là nem công. Cuốn nem có vỏ giòn rụm với phần nhân đậm đà. Ăn riêng hay ăn kèm với bún đều hấp dẫn cực kỳ. Lại vừa đẹp, quả không hổ danh là món ngon tiếng vua. Khi nghĩ đến món ăn dành cho vua, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến những từ khóa như ngon, quý và bổ. Gà Đông Tảo hầm sâm núi hội tụ đủ tất cả những yếu tố ấy. Nhánh sâm núi cắt thành từng lát tròn. Lần lượt cắt rau củ thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ướp gà với một ít gia vị, tiêu, dầu hào và gừng cắt sợi. Phi thơm tỏi băm và gừng sợi để xào sơ gà. Cặp chân gà Đông Tảo đặc biệt và quý giá nhất được dùng để thực hiện cho món ăn bổ dưỡng này đây. Chót nước dùng gà xâm xấp mặt.
khi nước sôi cho bí đỏ và củ cải trắng vào là hoàn tất. Món ăn có vị ngọt tự nhiên từ gà, sâm núi và các loại rau củ. Chỉ cần nếm thử một ít nước dùng cũng đã đủ ngây ngất rồi. Chân gà có độ dai đặc trưng, khác hẳn các loại gà bình thường, da giòn sần sật. Món ăn cuối cùng của đại tiệc vô cùng xuất sắc, xứng đáng là tinh túy ẩm thực. Ai muốn là người đầu tiên được thưởng thức bàn tiệc hấp dẫn này nào? Muốn ăn món ngon tiếng vua đâu có dễ dàng vậy được. Hãy vượt qua thử thách sau đây của chương trình để xem ai đủ nhanh nhẹn, khéo léo và thông minh để có thể trải nghiệm mùi vị cung đình nhé. Gà là một trong những nguyên liệu mà ngày xưa trong gia đình cũng vậy luôn, là khách quý tới là làm gà đãi, rồi gà cúng, rồi gà nấu cháo các loại các kiểu, rồi gà làm món gì cũng được. Và ở Việt Nam có rất nhiều loại gà, ví dụ như gà Hờ Mông, gà Ta, gà Tre, gà Á, và đặc biệt là gà Đông Tảo là có nguồn gốc ở ngoài Hưng Yên á. Thì tại sao mà người ta chọn gà này tiếng vua mà không chọn gà Ta hay gà Tre? Vì rất là đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Tại vì chân nó rất to. Rồi gì nữa? Chân nó rất là bổ. Rồi gì nữa? Thịt của nó rất ngon, dai nhưng mà lại không kiểu bị dai quá. Tức là riêng về vóc dáng là bệ vệ, cặp giò càng to là càng giá trị về con gà đó. Thì chắc chắn là phải đi dành tiếng cho vua chúa trong triều. Đó. Thì bây giờ tiếng cho mấy cô mấy chú ở đây. Thì mấy cô mấy chú ở đây muốn ăn thì mấy cô mấy chú phải vượt qua trò chơi. Trò chơi này cũng đơn giản thôi, không có gì khó. Đội chiến thắng bước vào đại tiệc giành 1-0. Đội thua cuộc chỉ ngồi nhìn và nuốt hận vào trong. Bây giờ sẽ là trò chơi, xin mời. Ở trò chơi này vô cùng đơn giản, đạp bóng bóng để giành quyền bước vào đại tiệc. Sẽ có 3 cặp thay phiên nhau lên đạp. Cặp nào bóng bóng bể trước thì người đạp bóng bóng bể đó là chiến thắng. Như vậy đội nào đạp trước là chiến thắng. Đơn giản thì không có gì đâu, 3 cặp lần lượt. Bóng nó nổi ở trước là thắng đúng không ạ? Trời ơi, bóng nổi trước là thua chứ. Lần này cũng hay á. Rồi, cặp đầu tiên, hai bạn kia lưu lại. Đó, cặp đầu tiên bước vào sàn đấu. Đội nào bóng bóng bể trước là đội đó thua. Tất cả chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Không dùng tay, không dùng tay, bỏ tay ra. Mẹ chắc chơi tới sáng quá. Nhưng mà không đi dép mà đạp mà nổ là vẫn bị sai đúng không? Mà phải mang dép chứ. Ôm nó vật xuống rồi đạp. Con nhỏ này nó to quá. Con này nó to quá, nó mạnh kinh thần. Ôi trời ơi. Không tính, vẫn còn. Coi như cái bóng này vẫn còn, phải mang dép để được đạp. Này chắc tới sáng quá. Mình tự bao bóng mình nữa. Thôi, mình vô trong kia uống cà phê đi, khi nào xong mình ra. Có được tiền chưa? Khi nào xong mấy đứa gọi chú dậy nha con. Dừng lại, tất cả dừng lại. Tôi nhận thấy nếu thời gian này kéo dài, khán giả sẽ coi chương trình này tới 12 giờ. Bây giờ tôi quyết định mời hai đội kia đứng lên luôn. Đó, rồi. Bây giờ tất cả đứng vô đây, tất cả đứng vô vòng tròn. Ôi, chóng mặt quá. Nhanh vào, trong vòng 3 phút. Có được mang mà tháo dép không? Tôi bây giờ bất chấp lý do, bất chấp luật chơi luôn. Trong vòng 3 phút, đội nào còn bóng nhiều, đội đó chiến thắng. Bắt đầu. Một sự hỗn loạn đã xảy ra trong chương trình. Chúng tôi không tin được đây là nghệ sĩ. Đây là những nghệ sĩ. Một sự hỗn loạn đã xảy ra trong chương trình. Đây là nghệ sĩ, những người rất nhỏ nhẹ trên sân khấu, nhưng khi lăn trả gì miếng ăn kinh khủng khiếp. Mỗi bên cùng một.
Đây. Em mệt quá. Với sự khéo léo, sự nhanh nhẹn, sự lọc lừa, chỉ còn trai cuối cùng đợi bước vào đại việt là bội của Khánh Hoàng. Vì miếng ăn thôi mà sẵn sàng bị tân sông máu. Đây là đại tiệc gà Đông Tảo. Mời các bạn chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái món gọi là mọi người cứ ngồi chơi. Mình dùng cái món gọi là nem công. Đó. Món này hồi xưa là tiếng vua đấy, nem công chả phụng đấy. Đây. Sao em thấy nó giống chả giò quá anh? Chả mới tương ớt. Thì nem ở miền Bắc gọi là nem, mà trong Nam gọi là chả giò đó. Thì coi như chả giò đi, chả giò ở nhà mình cũng ăn hoài mà. Thôi mời ông Hoàng nha. Mời mọi người. Thật ra đâu có ngon đâu ha. Gà này chắc nha. Có các nguyên liệu vô nữa, thơm. Cái vỏ thì giòn, ngon. Gia vị vừa phải, nêm nếm xuất sắc. Đúng rồi. Ngon, bình thường. Đúng rồi. Cái món dành cho tụi mình có ai thích ăn thịt gà không? Tụi mình đâu ăn thích ăn thịt gà đâu ha. Thơm. Bên trong lại mùi gà. Thì nó làm từ gà thôi. Vỏ giòn. Cái này giống như cái xôi gà ở đường Phạm Văn Hai vậy hả? Ở Sài Gòn này không có quán nào bán xôi gà mà gà Đông Tảo hết trơn á. Đúng rồi đó. Đừng có xuyên tạc. Đừng có cố tình giấu giếm cái sự thèm thuồng của mình. Không được ăn nghe anh tức rồi. Ăn thử đi, thử đi rồi thấy cảnh. Ngon vậy nhỉ. Trình bày đẹp, không nỡ ăn. Đồ bếp xuất sắc. Nhà Nhã là nuôi gà này luôn đúng không cả? Đúng. Nhà nuôi hồi nào? Nhà nuôi hồi nào? Có, ông anh em nuôi mà. Anh gì? Có ở chung nhà không? Ở chung kế bên. Ở chung mà kế bên. Ở chung mà kế bên là sao? Tại nhà nguyên khu ở chung gần nhau. Chung vườn mà ông nuôi cho ông bán không mà gia đình đâu được ăn. Đây nè, nghĩ ra cái nguyên cái đùi gà thơm lắm nè. Thấy chưa, ăn đường chiên béo lắm. Đường giờ đi ngồi chờ đang mưa rơi. Đường anh vừa vừa này gấp tôi cái gà Đông Tảo. Nguyên cái đùi gà con này là đã bằng con gà bình thường rồi. Ăn hủ tiêu được không? Đây. À đây. Nếp nương. À đây. Em ơi, để người lớn người ta tập trung ăn cái em. Nếp nương nè. Dẻo thơm đấy. Dẻo. Thơm lắm em ơi. Thơm thế em. Đó mùi nước dừa. Dạ. Hấp nước dừa. Đây. Kính thưa các bạn, đây là tập tạ hạng cân 75 thế giới mới có được cái đồ như vậy. Chấm hủ tiêu nha, chấm hủ tiêu nha. Đặc biệt gà chấm hủ tiêu là đúng không? Chị xử răng cho chị. Chị em mình xếp ăn rồi. Ôi ăn hủ tiêu. Ôi trời ơi. Hủ tiêu ngon quá anh ơi. Đúng không? Cái da nó vừa dai, nó vừa mềm, da gà nếu ăn vừa phải là nó có collagen. Collagen. Cholesterol nhiều trong máu đó mọi người. Nó nói là ăn vừa phải mà. Các bạn ăn 3-4 kg đâu. Ừ mà nó bự vậy á. Hiểu rồi ha. Hiểu vậy. Giờ gà Đông Tảo. Gà Đông Tảo nào không bự đuôi. Con nào không bự đuôi. Con nào cũng là đuôi phải như mắt hết. Mà con này là còn bé, còn to gấp mấy con này luôn. Vì sao? Vì người ta biết chỉ có 3-4 người ăn, hiểu không? Người ta lấy gà nhỏ. Vừa đủ phải. Đúng rồi. Nói chứ cũng thèm á. Nè cái trò này thơm lắm. Ngửi thử thôi. Cái trò này thơm. Em ngửi từ nãy giờ rồi. Đi qua đây ngửi thử rồi. Thơm lắm luôn. Ăn dưa leo được không anh? Ngon, ngon gà ngon. Xôi nếp dẻo. Thơm. Mình ăn cũng có mùi nước dừa mà mình không thấy ngấy. Sao ngấy được? Đầu bếp người ta đã chắc lọc, người ta đã định lượng, tinh tế là chúng ta phải ăn và người khác phải thèm. Cảm ơn đầu bếp, rất là tuyệt vời. Cái gà tuy nó to nhưng mà nó lại mềm ha. Chắc. Nó chắc, nhưng mà nó không có dai nhách. Được không? Dạ. Ăn lại đi, mình lên món khác đi. Gì? Từ từ cho ăn uống mà gấp gáp làm gì? Vua chúa phải ăn uống thanh lịch. Trời, vua chúa ăn uống thanh lịch. Mà làm cho mình đi thi. Hoa hậu. Hồi xưa thì thanh lịch lắm, một con gà này cũng cả triều đình ăn đấy. Giờ bốn người ăn sao hết. Nói dốc nữa. Con gà chứ phải đà điểu đâu, triều đình ăn.
Ok, họ không biết mà. Trách họ làm gì? Đúng không anh? Các ai vô tình. Thôi, thôi.